Rồi, có một cái bài toán như này cho các bạn này. Đây là câu chuyện về một đoàn thám hiểm. Đoàn thám hiểm này từ đất liền ra tới đảo. Và bây giờ trên đường trở về thì đoàn thám hiểm này gặp một cái cơn bão rất là lớn. Gặp một cơn bão rất là lớn. Và bây giờ đoàn thám hiểm này phải quyết định xem là phải vứt một trong những cái thứ sau xuống thì thuyền nó mới không bị chìm. Thì có một trong những cái thứ sau phải vứt xuống nha. Và các bạn lưu ý là cái phần những cái đồ vứt xuống này này là trọng lượng nó bằng nhau nhá. Thì các bạn xem là sẽ vứt xuống cái gì nhá. Ơi, cái thứ nhất đấy là vứt xuống cái cột buồm. Thứ hai là vứt xuống thùng vàng của chúa đảo cho. Thứ ba là vứt xuống hòm lương thực. Thứ tư là vứt xuống xuồng một một cái thuyền cứu hộ, thuyền nhỏ cứu hộ. Thứ năm là vứt xuống 4 tên tử tù. Nếu phải lựa chọn, các bạn vứt cái nào xuống, cột buồm hay là thùng lương thực hay là hòm vàng hay là xuồng cứu hộ hay là tử tù? Xin mời chia sẻ nào, vứt cái gì xuống các bạn? Đâu, ai vứt cột buồm xuống xin mời giơ tay à? Ai vứt cột buồm xuống xin mời giơ tay. Không thấy ai. Ai vứt thùng vàng đi xin mời giơ tay nào. Thùng vàng đâu? À, có Thanh Nga vứt thùng vàng. Rồi, có Luận vứt thùng vàng hả? Alo, xin chào thầy và tất cả mọi người ạ. Trang lựa Ok. chọn vứt thùng vàng bởi vì là theo Trang nghĩ ở đây thùng vàng nó không có giá trị trong cái giai đoạn này. Trong cái giai đoạn cần phải vứt một thứ xuống thì cái thứ đó hiện tại thì tính mạng và lương thực cũng như là thuyền cứu hộ cũng như tên tử tù thế cục buôn lập vẫn còn có thể sử dụng đến, nhưng thùng vàng thì không. Trong cái giai đoạn hiện tại thì Trang nghĩ là như được. Ý là bây giờ chưa cần đến tiền đúng không? Thì tôi cứ vứt tiền đi đã. Ý kiến là Rồi, như ok, cảm ơn chị Trang. Rồi, ai vứt thùng lương thực đi không? Có ai vứt thùng lương thực đi không? Không. Ai vứt thùng lương thực giơ tay nào. Rồi, ai vứt xuồng cứu hộ xuống giơ tay nào. Ai vứt xuồng cứu hộ giơ tay. Ai vứt xuồng cứu hộ giơ tay, còn lại là vứt tử tù đúng không? Rồi, xin mời chị Thùy Dương nào, sao vứt xuồng xuống nào? thầy em chọn vứt xuồng cứu hộ cái thời điểm này bởi vì là hiện tại thì nó không có giá trị sử dụng. Nếu mà có giá trị sử dụng thì người ta đã sử dụng rồi chứ người ta không còn giữ trên thuyền nữa. Đấy là ý kiến của em. Sao không vứt hòm vàng xuống chị? Hòm vàng cũng không có giá trị sử dụng. Mãi mới kiếm được vàng lại đi vứt đi thế bao giờ mình kiếm lại được. Thế sao không vứt tử tù xuống, đằng nào nó cũng chết thì thịt nó luôn. Thôi mình vẫn là con người có đạo đức mà. Thì đằng nào chả chết. Thôi biết đâu đấy vẫn còn còn nước còn tăm mà chắc gì mình đã chết đâu. Thế bây giờ vứt thuyền xuống thì chuyến bão sau thì làm nào? Nhỡ là bão chưa đến mình đã cập bến thì sao, mình phải lạc quan. Ok, cảm ơn chị. Ok nhá, thì cái đáp án của chúng ta là như này. Thì đây là một cái câu chuyện, gọi câu chuyện vui thôi. Đấy, nhưng mà nó để lại cái bài học rất là sâu sắc ấy. Cái đầu tiên ấy, đấy là chúng ta phải gọi được tên những cái đồ mà vứt xuống ấy, nó có ý nghĩa như nào. Thì đầu tiên là cột buồm. Thì cột buồm nó có ý nghĩa, nó giống như một cái phương tiện của chúng ta ấy. Nếu như mà không có cột buồm ấy, thì chúng ta sẽ đi rất là chậm. Đấy, cái thứ hai là cái thùng lương thực ấy, nó chính là cái để mà nuôi chúng ta sống. Cái thứ ba là hòm vàng. Hòm vàng thì nó giống như là một cái phần thưởng khi chúng ta đạt được mục tiêu ấy. Nó chính là phần thưởng của chúng ta. Rồi, cái thứ tư là xuồng cứu hộ thì nó là một cái phương án B. Và cái thứ năm đấy là 4 tên tử tù. Thì 4 tên tử tù này nó mang ý nghĩa là đạo đức. Thì rất là vui là hôm nay anh chị em ở trong Zoom mà không có ai chọn tử tù. Rất là nhiều lần trước khi mà Đức hỏi câu chuyện này thì chắc là cũng phải có đâu đó khoảng 20% các vị đã chọn ném tử tù đi. Vì đằng nào nó cũng chết thì thôi xử nó luôn, mất công mang về đất liền làm gì. Thì tử tù nó đại diện cho đạo đức anh chị. Tức người ta thì có tội, nhưng mình thì không phải là cái người mà xử tội họ. Đấy, nếu như mà người ta có tội mà
mình không được cái quyền xử lý mà mình lại xử lý thì mình cũng là người mang tội thôi. Thì cái đấy nó về cái mặt đạo đức của nó. Đấy, còn chưa nói là không biết là mình giết họ xong là người nhà họ có giết mình không, cái đấy thì tính sau. Đấy, nhưng mà tử tù là đại diện cho đạo đức nha. Chúc mừng anh chị em là hôm nay là trong Zoom của chúng ta là toàn những người đạo đức rất là tốt, không ai vi phạm cái tiêu chuẩn này. Đấy, còn có một số anh chị thì có lựa chọn cái là vứt thùng vàng đi vì thấy là vàng nó không cần thiết. Thì những anh chị mà chọn vứt vàng ấy thì các anh chị lưu ý này, khi mà chúng ta lựa chọn vứt vàng ấy, chúng ta là những thường là những cái người ở trong cuộc sống ấy, họ cũng không quan tâm nhiều đến tiền bạc lắm đâu. Họ hay bỏ mục tiêu tiền bạc. Đấy, hay bỏ đi những cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Thì anh chị em mà chọn vứt hòm tiền ấy, là lưu ý là mình phải quyết liệt với mục tiêu hơn. Đấy, tất cả những cái khó khăn nó đến với cuộc sống này có nghĩa là nó cần phải chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Đấy, chứ không phải là chúng ta từ bỏ mục tiêu đi nhá. Thế nên là vứt hòm vàng ấy thì đấy là nó là cái phần thưởng của chúng ta mà chúng ta lại bỏ đi thì cái chuyến đi nó không còn giá trị nữa rồi. Đấy, còn vứt thùng lương thực đi thì không sống được, lấy gì mà ăn. Để có thực thì mới vực được đạo, đúng không anh chị? Vứt cái phương tiện đi thì chúng ta đi chậm lắm, bao giờ mới đến nơi. Mà khi mà vứt cái phương tiện, vứt cái cột buồm mới đi rồi, có khi là lênh đênh trên biển ấy, vài hôm nữa lại gặp bão nữa, lại còn nhiều nguy hiểm hơn. Đấy, thì chỉ có cái vứt đi đúng nhất, đấy là vứt đi cái chuồng cứu hộ, vì nó xứng đáng là để nó cứu hộ chúng ta, và bây giờ nó đã hoàn thành được cái trách nhiệm của nó rồi. Đấy, nó vứt đi nó chúng ta vứt đi rồi, chúng ta cứu mạng được mình, có nghĩa là nó đã cứu chúng ta rồi, nên là nó đã hoàn thành cái trách nhiệm với sứ mệnh của nó rồi. Thì đấy nhá, cái phương án lựa chọn của chúng ta là vứt đi cái chuồng cứu hộ của mình. Chia sẻ câu chuyện này có nghĩa là trong mọi việc chúng ta làm ấy, thì cái đầu tiên chúng ta cần có là cần có cái mục tiêu, cái đích đến, cần có cái bản kế hoạch của mình. Cái thứ hai đấy là chúng ta cần có cái nguồn lực, tức là lương thực ấy, để đủ để duy trì cho chúng ta sống. Thứ ba là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu nó lớn đấy, và chúng ta luôn giữ lại cái mục tiêu đấy, luôn luôn giữ lại những cái gì mà mình đã đề ra, đã đặt ra đấy, không dễ dàng từ bỏ đấy. Thứ tư là chúng ta cần phải có một cái phương án B khi mà chúng ta hành động, khi mà chúng ta lao vào chúng ta làm việc, làm kinh doanh. Đấy là thứ năm, đấy là tuyệt đối là phải tuân thủ đạo đức, tuân thủ pháp luật. Thì đấy nhá, đấy là cái tư duy đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.